Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ sang tìm hiểu cái chương cuối cùng trong chương trình sinh học 9, đó là chương 4, bảo vệ môi trường. Trước tiên chúng ta tìm hiểu cho cô cái khái niệm đó là tài nguyên thiên nhiên là gì, và kể tên những cái tài nguyên thiên nhiên mà em biết. Như vậy thì ở đây chúng ta nắm cho cô đó là cái tài nguyên thiên nhiên, tức là cái nguồn vật chất sơ khai nó đã được hình thành và nó tồn tại trong tự nhiên, mà con người chúng ta có thể sử dụng ở trong cuộc sống. Hay nói cách khác, đây là cái nguồn vật chất mà phục vụ cho đời sống của con người. Và ở đây chúng ta có thể kể tên một số dạng tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta biết, như là tài nguyên khoáng sản này, tài nguyên đất này, tài nguyên nước này. Và ở đây chúng ta lưu ý cho cô là cái tài nguyên thiên nhiên á, nó không phải là vô tận. Có nghĩa là nếu như chúng ta không biết cách sử dụng một cách hợp lý thì cái nguồn tài nguyên thiên nhiên này nó sẽ cạn kiệt một cách nhanh chóng. Như vậy là chúng ta phải biết cách sử dụng nó một cách hợp lý. Như vậy sử dụng tài nguyên thiên nhiên như thế nào là hợp lý? Thì chúng đó là nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 58, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta tìm hiểu cái nội dung đầu tiên, đó là các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu có ở trong tự nhiên. Như vậy đây chúng ta phải có những cái dạng tài nguyên thiên nhiên nào, thì chúng ta phải có 3 cái dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu. Thứ nhất đó là tài nguyên tái sinh. Tài nguyên tái sinh có nghĩa là nó là những tài nguyên có khả năng phục hồi khi mà chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý. Ví dụ như là tài nguyên sinh vật này, tài nguyên đất này, tài nguyên nước này. Còn sử dụng như thế nào là hợp lý thì sang lát nữa phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần này. Tiếp theo đó là tài nguyên không tái sinh. Thì đây là cái dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị cạn kiệt. Ví dụ như là than đá, dầu mỏ. Bởi vì chúng ta biết là sự hình thành than đá, dầu mỏ thì nó mất đến hàng nghìn năm. Nhưng mà dưới sự tác động của sự biến động địa chất, và sự biến động này không phải lúc nào cũng diễn ra, cho nên là nó chỉ được hình thành một lần. Và nếu chúng ta sử dụng trong một thời gian thì nó sẽ bị cạn kiệt. Cuối cùng đó là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Thì đây là cái tài nguyên sử dụng mãi mãi, và đặc biệt là nó không gây ô nhiễm môi trường. Ví dụ như là tài nguyên gió này, tài nguyên mặt trời này, vân vân. Bây giờ chúng ta có một cái bài tập ở trong sách giáo khoa ở cái bảng 58.1. Đó là chúng ta sẽ chọn một hoặc một số nội dung thích hợp của cột bên phải ký hiệu. Ở đây chúng ta nhìn thấy này, A, B, C, D, I, G đây. Và tương ứng với một cột ở bên trái, và chúng ta sẽ ghi kết quả vào cái cột ở giữa này. Và cái bài tập này có nghĩa là chúng ta sẽ xác định các cái dạng tài nguyên người ta cho bên này nó thuộc về dạng nào. Thứ nhất đó là khí đốt thiên nhiên. Thì đương nhiên khí đốt thiên nhiên nó thuộc về tài nguyên gì? Không tái sinh này. Đấy. Tiếp theo, tài nguyên nước thì nó thuộc về tài nguyên tái sinh này. Đấy. Tiếp theo, tài nguyên đất thì nó thuộc về tài nguyên tái sinh, bởi vì nó có khả năng phục hồi, đúng không? Các vùng đó chúng ta có khả năng cải tạo để nó phục hồi trở lại. Tiếp theo, năng lượng gió thì đó là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu này. Dầu lửa thì đó là tài nguyên không tái sinh, sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ hết. Tài nguyên sinh vật thì đó là tài nguyên tái sinh vì nó có khả năng phục hồi nha. Bức xạ mặt trời thì đó là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu này. Than đá đó là tài nguyên không tái sinh. Năng lượng thủy triều đó là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Và năng lượng suối nước nóng cũng là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu. Như vậy là chúng ta vừa làm cái bài tập này mà vừa coi như chúng ta đã lấy thêm cái ví dụ về các cái dạng tài nguyên. Như vậy chúng ta có thể lấy thêm một số dạng tài nguyên không tái sinh mà có ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái dạng tài nguyên không tái sinh, ví dụ như là tài nguyên than đá này, ví dụ như ở Quảng Ninh đấy, tài nguyên dầu mỏ này, tài nguyên ở thiết này, các mỏ thiết này, đúng chưa? Như vậy tài nguyên rừng thì theo các bạn nó là loại tài nguyên gì, và vì sao chúng ta lại xếp nó vào cái loại tài nguyên đó? Thì ở đây chúng ta thấy là tài nguyên rừng là loại tài nguyên tái sinh. Vì sao? Vì nếu như chúng ta biết cách bảo vệ và khai thác một cách hợp lý thì tài nguyên rừng nó có thể phục hồi sau mỗi lần mà chúng ta khai thác. Và các bạn cũng lưu ý cho cô một điều, đó là
Hiện nay cái tài nguyên năng lượng vĩnh cửu nó đang được nghiên cứu sử dụng ngày càng càng nhiều, và nó thay thế dần các cái dạng năng lượng đang bị cạn kiệt cũng như hạn chế được cái tình trạng là ô nhiễm môi trường. Như vậy đây chúng ta quan tâm nhất đó là cái nguồn tài nguyên tái sinh. Nếu mà cái nguồn tài nguyên không tái sinh thì đương nhiên chúng ta phải sử dụng tiết kiệm rồi. Còn cái nguồn tài nguyên tái sinh có nghĩa là nó có khả năng phục hồi, với điều kiện là chúng ta phải sử dụng nó một cách hợp lý. Như vậy sử dụng như thế nào thì được xem là sử dụng hợp lý thì chúng ta tìm hiểu sang cái phần 2, đó là sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta tìm hiểu một trong những cái tài nguyên rất là quan trọng ở nước ta, bởi vì nước ta là một nước nông nghiệp, thì đó chính là tài nguyên đất. Như vậy sử dụng hợp lý tài nguyên đất là sử dụng như thế nào? Như vậy đầu tiên chúng ta phải nêu được cái tài nguyên đất nó có vai trò như thế nào đối với con người. Thì đây chúng ta biết là đất là cái môi trường để sản xuất lương thực, thực phẩm, nuôi sống con người. Và đất còn là nơi xây nhà này, các khu công nghiệp này, làm đường giao thông, vân vân. Như vậy đất là cái loại tài nguyên gì thì đương nhiên nó là nguồn tài nguyên tái sinh. Như vậy muốn nó được xem là nguồn tài nguyên tái sinh thì nó sẽ có khả năng phục hồi khi chúng ta sử dụng một cách hợp lý. Như vậy cái cách sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất là chúng ta sử dụng như thế nào? Thì đây chúng ta thấy là thứ nhất là chúng ta phải cải tạo đất và bón phân một cách hợp lý. Thứ hai là chúng ta phải chống xói mòn đất này, chống khô hạn này, chống nhiễm mặn này. Như vậy thì đảm bảo cho cái vùng đất chúng ta có thể sản xuất trong một thời gian dài. Giải thích vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại có thể góp phần chống xói mòn đất. Thì ở đây chúng ta thấy là trên những cái vùng đất dốc á, những nơi mà có thực vật bao phủ á, hoặc là làm ruộng bậc thang á, thì nước nó chảy ở trên mặt đất, nó luôn qua vào gốc cây này, qua vào cái lớp thảm mục ở trên mặt đất này, rồi ruộng bậc thang thì chúng ta thấy là nó chảy theo bậc này, cho nên là cái tốc độ của dòng chảy nó sẽ chậm lại. Do vậy ở đây chúng ta thấy là rừng nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc hạn chế xói mòn đất, nhất là xói mòn ở trên các sườn dốc. Cho nên những phần này thì chúng ta, đặc biệt là những nơi rừng, những nơi đầu nguồn thì chúng ta phải trồng rừng này, người ta gọi đó là rừng đầu nguồn này. Rồi những cái ven biển này, ven đê thì chúng ta phải trồng rừng rồi, đúng chứ nào? Rồi chúng ta có một cái bài tập ở trong sách giáo khoa bằng cách đánh dấu tích vào về tình trạng của đất là đất bị khô hạn thì nó xảy ra ở nơi có thực vật bao phủ hay không có thực vật bao phủ, thì đương nhiên là xảy ra ở nơi không có thực vật bao phủ. Đất bị xói mòn thì đương nhiên nó cũng xảy ra ở nơi không có thực vật bao phủ. Còn độ màu mỡ của đất tăng lên thì đó là nơi mà nó có thực vật bao phủ. Như vậy thực vật đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc là bảo vệ cũng như là cải tạo đất. Bây giờ chúng ta sang tìm hiểu về cái cách sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nêu cái đặc điểm của tài nguyên nước, hay nói cách khác là nước có vai trò như thế nào đối với các sinh vật ở trên trái đất. Thì ở đây chúng ta thấy nước là cái nhu cầu không thể thiếu của tất cả các sinh vật trên trái đất. Như vậy đối với thực vật thì 90% cơ thể là nước, còn đối với cơ thể con người chúng ta thì hơn 70% khối lượng cơ thể đó chính là cấu tạo từ nước. Như vậy nước là loại tài nguyên gì thì nó thuộc cái loại là tài nguyên tái sinh. Và đã là tài nguyên tái sinh thì chúng ta phải có cách sử dụng hợp lý cái nguồn tài nguyên này thì nó mới có khả năng phục hồi. Như vậy sử dụng như thế nào là hợp lý? Thì đó là thứ nhất, đó là chúng ta sẽ khơi thông cái dòng chảy. Chúng ta không có để nó bị ách tắc cái dòng chảy, ví dụ như là những cái chướng ngại vật mà nó cản trở dòng chảy. Thì thứ hai đó là chúng ta không có xả rác này, chất thải công nghiệp và sinh hoạt xuống sông, hồ, biển, kể cả nước thải, rác thải, rắn vân vân. Và đặc biệt là chúng ta phải tiết kiệm cái nguồn nước ngọt. Tiết kiệm ở đây bằng cách là ví dụ như là cái nước chúng ta không, ví dụ như rửa rau, rửa chén thì chúng ta cho vào thau chậu, cho chúng ta không dùng cái phương pháp là xả tràn này. Rồi chúng ta có thể sử dụng cái nước mà giặt đồ, hoặc là nước mà chúng ta rửa rau thì chúng ta sử dụng để tưới những cái cây ở xung quanh nhà của mình. Ở đây chúng ta tìm hiểu thêm là nếu như mà bị thiếu nước thì sẽ có tác hại gì. Thì đây chúng ta thấy là nếu như mà thiếu nước á, thì nó sẽ là cái nguyên nhân gây ra nhiều cái bệnh tật do mất vệ sinh này, và đặc biệt là nó ảnh hưởng tới mùa màng do hạn hán xảy ra, không đủ nước uống cho đàn gia súc, vân vân. Chúng ta có thể nêu một số hậu quả của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Như vậy là có một số nơi trên trái đất của chúng ta bây giờ chúng ta thấy là cái nguồn nước đã bị ô nhiễm rất là nặng nề.
Và người dân chúng ta thì bắt buộc vẫn phải sử dụng cái nguồn nước ô nhiễm này. Và nếu như chúng ta sử dụng cái nguồn nước bị ô nhiễm thì đó chính là cái nguyên nhân của nhiều cái bệnh tật ở người và ở động vật. À, như vậy thì theo các em thì trồng rừng có tác dụng trong việc bảo vệ tài nguyên nước hay không? Và vì sao? Thì đây chúng ta thấy là trồng rừng thì nó sẽ có tác dụng trong việc bảo vệ tài nguyên nước. Vì trồng rừng chính là tạo điều kiện thuận lợi cho tuần hoàn nước ở trên trái đất và tăng cái lượng nước bốc hơi và lượng nước ngầm. Như vậy nãy giờ chúng ta tìm hiểu về hai cái nguồn tài nguyên tái sinh, đó là tài nguyên đất và tài nguyên nước. Thì trong hai cái nguồn tài nguyên này thì chúng ta thấy tài nguyên rừng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc bảo vệ cái tài nguyên đất và tài nguyên nước. Như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu cách sử dụng hợp lý tài nguyên rừng như thế nào. Thì ở đây chúng ta nên trước tiên là chúng ta sẽ nêu cái đặc điểm tài nguyên rừng. Thì rừng đóng một cái vai trò rất là quan trọng đúng không? Rừng là cái nguồn cung cấp các cái loại lâm sản này, thuốc này, gỗ này, vân vân. Rừng còn điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước. Và đặc biệt là rừng thì nó thuộc về cái nguồn tài nguyên tái sinh. Như vậy cái cách sử dụng hợp lý tài nguyên rừng là như thế nào? Đó là chúng ta khai thác hợp lý kết hợp với trồng bổ sung rừng, thành lập những cái khu bảo tồn thiên nhiên. Như vậy khai thác hợp lý có nghĩa là chúng ta chỉ khai thác những cái cây gỗ mà nó đã già, những cây lâu năm, những cây bị hình thức nó không được đẹp, sức sinh trưởng nó kém chẳng hạn. Còn những cây đang phát triển thì chúng ta phải tạo điều kiện cho nó phát triển, và đặc biệt là chúng ta phải trồng rừng bổ sung. Nêu hậu quả của việc chặt và đốt rừng chúng ta gặp ở các tỉnh Tây Nguyên rất là nhiều đúng không? Để người ta đốt rừng để mà người ta làm rẫy, làm nhà. Thì chúng ta thấy hậu quả của việc chặt phá và đốt rừng đó là làm cạn kiệt cái nguồn nước, gây ra cái hiện tượng là xói mòn đất, ảnh hưởng tới khí hậu do cái lượng nước bốc hơi ít và mất đi cái nguồn gen sinh vật. Hãy kể tên một số khu rừng nổi tiếng của nước ta đang được bảo vệ tốt, và theo em chúng ta phải làm gì để bảo vệ những cái khu rừng đó. Thì ở đây chúng ta thấy là ở Việt Nam có một số khu rừng bây giờ được bảo vệ tốt, như là rừng Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo này, Ba Bể, Cát Bà này, rừng ngập mặn Cần Giờ này, vân vân. Cho biết tình hình sử dụng nguồn tài nguyên rừng đất nước ở Việt Nam hiện nay như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy là ở Việt Nam hiện nay của chúng ta đó, thì cái chủ trương của đảng và nhà nước đó là phủ xanh đất trống và đồi núi trọc. Ở những cái vùng mà đất dốc á, thì trồng cây lương thực bằng cách là chúng ta sẽ làm cái ruộng bậc thang. Còn ở những cái vùng nước ngập mặn thì chúng ta tiến hành khử mặn này, hạ cái mạch nước ngầm này để mà đảm bảo cho nông dân là tiến hành sản xuất một cách thuận lợi. Như vậy qua cái việc tìm hiểu về cái cách sử dụng hợp lý ba cái nguồn tài nguyên rất là quan trọng đối với nước ta, đó là tài nguyên đất, tài nguyên nước và tài nguyên rừng, thì chúng ta thấy thế nào được xem là sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Thì sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên tức là vừa đáp ứng được cái nhu cầu xã hội tài nguyên, sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, nhưng mà cũng đảm bảo được cho cái thế hệ tương lai là có cái nguồn tài nguyên để mà sử dụng. Và người ta gọi đó là sự phát triển bền vững. Như vậy cái khái niệm phát triển bền vững là gì? Ở đây chúng ta thấy là phát triển bền vững đó là sự phát triển không chỉ nhằm đáp ứng được cái nhu cầu của thế hệ hiện nay, mà không những đặc biệt là không làm tổn hại đến cái thế hệ tương lai, và đặc biệt là đáp ứng được các cái nhu cầu ở những thế hệ kế tiếp. Và sự phát triển bền vững chính là cái mối liên hệ giữa công nghiệp hóa với thiên nhiên. Như vậy thì bản thân em đã làm gì để góp phần sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý? Thì từ bản thân mình cũng có thể nêu ra đúng không? Thứ nhất đó là chúng ta hiểu được cái giá trị của nguồn tài nguyên. Hiểu được cái giá trị này rồi thì chúng ta sẽ tham gia vào các hoạt động bảo vệ nguồn nước này, bảo vệ cây này, trồng cây, trồng rừng vân vân. Đặc biệt là chúng ta sẽ làm cái công tác tư tưởng, đó là chúng ta sẽ tuyên truyền cho bạn bè, cho những người xung quanh, cho bố mẹ chúng ta hiểu được giống như chúng ta về cái giá trị cũng như là cái cách mà chúng ta tham gia vào việc bảo vệ.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trả lời các cái câu hỏi ở phía sau sách giáo khoa nha. Ở câu thứ nhất đó là tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào? Thì đây chúng ta thấy là thứ nhất là tài nguyên không tái sinh là cái nguồn tài nguyên mà sau khi khai thác và sử dụng thì nó sẽ bị cạn kiệt dần và nó không có khả năng phục hồi. Trong khi đó, nguồn tài nguyên tái sinh là cái nguồn tài nguyên mà sau khi khai thác và sử dụng một cách hợp lý thì nó có thể được phục hồi. Tài nguyên thiên nhiên ví dụ như là khi các loại khí đốt thiên nhiên này, than đá này, dầu lửa này vân vân. Còn tài nguyên tái sinh gồm có như là tài nguyên đất này, tài nguyên nước này, tài nguyên sinh vật biển này vân vân. Ở câu số 2, vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên? Thì đây chúng ta thấy là tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nó không đáp ứng hết được mọi cái nhu cầu sử dụng của con người. Nếu chúng ta không sử dụng chúng một cách hợp lý thì chúng ta không thể duy trì chúng một cách lâu dài cho những thế hệ tương lai của con cháu của chúng ta. Vì vậy, để đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng hiện tại và duy trì được lâu dài các cái nguồn tài nguyên cho những thế hệ con cháu mai sau thì còn phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta qua cái câu hỏi số 3, đó là cái nguồn năng lượng như thế nào thì được gọi là nguồn năng lượng sạch? Thì nguồn năng lượng sạch ở đây chính là nguồn năng lượng vĩnh cửu, ví dụ như năng lượng mặt trời này, năng lượng gió, năng lượng nhiệt từ lòng đất này. Và đặc biệt là khi chúng ta sử dụng những cái nguồn năng lượng này thì nó không gây ô nhiễm môi trường, thì chúng ta xem đó là cái nguồn năng lượng sạch. Chúng ta tìm hiểu cái câu hỏi cuối cùng, câu số 4. Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và tài nguyên nước? Thì đây chúng ta thấy là rừng không chỉ cung cấp nhiều loại lâm sản quý mà nó còn giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, góp phần ngăn chặn cái nạn như là lũ lụt, xói mòn đất. Và rừng là cái ngôi nhà chung của các loài sinh vật, vi sinh vật. Và sinh vật rừng chính là cái nguồn gen quý giá, góp phần rất là quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái của trái đất. Vì vậy, còn phải sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, phải kết hợp giữa khai thác một cách hợp lý, có mức độ cái nguồn tài nguyên rừng, cùng với việc bảo vệ và trồng rừng thì mới đảm bảo cho cái nguồn tài nguyên này cho những thế hệ tương lai của con em chúng ta. Đúng chứ nào? Như vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cô cảm ơn tất cả các em đã chú ý theo dõi. Nếu mà có phần nào mà chưa hiểu thì các bạn cứ comment ở phía dưới thì cô sẽ giải thích cho các em. Chúc các em học tốt và hãy like, share cái bài giảng của thầy cô để cho các bạn cùng học với thầy cô, để giúp cho kênh của thầy cô lớn mạnh nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.